Ồ, hôm nay bố và Daisy đang cùng đi chơi công viên sao? Daisy, mau đuổi theo bố nào. Ôi da, thôi chết. Khoan đã, cậu có làm sao không? À, không sao. Sao nhìn cậu ta lo lắng vậy nhỉ? Ôi, tự nhiên tôi đau bụng quá. Ây da. Daisy, mau đi mua thuốc cho chú nhé. Dạ vâng ạ. Ấy, từ từ. Cậu yên tâm, tôi sẽ giúp cậu. Cô cảnh sát đang dán gì vậy nhỉ? Hả? Cô cảnh sát ơi, cái này là gì vậy ạ? À, cô đang dán thông báo bắt kẻ xấu đấy. Cháu hãy cẩn thận với người này nhé. Là chú vừa nãy. Sao cơ? Daisy đang kể lại mọi chuyện cho cô cảnh sát nghe rồi kìa. Cô cảnh sát cũng đang thì thầm với Daisy điều gì vậy ta? Đi nào. Hey, hey, tạm biệt nha. Ôi da, ôi, cái đầu của ta. Chú đi đâu đó? Ôi da, đau bụng quá. Ui, đau quá. Tôi cần phải vào nhà vệ sinh gấp. Để cháu đưa chú đi. Chờ bố với. Daisy, đợi bố với. Em đến nơi rồi. Hả? Daisy, qua lại đây. Cậu đã bị bắt vì tội ăn trộm túi này. Hắn chạy mất rồi kìa cô cảnh sát. Cô đã có phương án B. Mệt quá đi mất. Kia là cái gì vậy? Là một ví tiền này. Ta trúng lớn rồi. Mà bắt lấy hắn. Cảm ơn hai bố con nhé. Không cái gì ạ. Con gái bố giỏi quá. Nhưng lần sau phải nói bố biết nhé. Dạ vâng ạ. Bố phải thưởng cho con mới được. Về thôi nào. Mì cay và mì không cay. Anh chị ơi, lại mua hàng cho em đi nào. Em cảm ơn ạ. Của anh chị đây ạ. Ôi, chị Daisy nhiều khách thế. Hôm nay mình bán được nhiều ghê. Ồ, có vẻ như Sarah đang mơ tưởng rằng số tiền đó là của mình kìa. Em đang nhìn gì vậy Sarah? Dạ không, không có gì ạ. Hoặc là mình phải lên kế hoạch mới được. Mệt ghê. Chị Daisy, em thấy chị vất vả quá. Để em giúp chị nhé. Thật sao? Mau lại đây nào. Chị sẽ hướng dẫn em cách pha mì nha. Đầu tiên, em hãy cho tất cả các gói gia vị có sẵn vào. Sau đó thì hãy cho nước nóng vào. Nhớ cẩn thận khi sử dụng nước nóng nha. Bây giờ thì hãy chờ từ 3 tới 5 phút là chúng ta sẽ có một hộp mì ngon rồi. Mình đã nắm được công thức rồi. Tất cả chỉ có vậy thôi, em đã hiểu chưa? Daisy đi đâu mất rồi? Hôm nay mình sẽ bán hết chỗ mì này. Mọi người ơi, mau lại đây mua mì đi nào. Cái gì vậy chứ? Hả? Hãy xem đây. Ôi, Sarah vì mãi trêu chị Daisy mà bị vấp ngã mất rồi. Em có sao không? Chị đỡ. Em đang làm gì vậy Sarah? Nhìn đây, em sẽ bán đắt hàng hơn chị. Mì tôm nào mọi người ơi. Mì của em ngon hơn chị. Chắc chắn khách sẽ tới mua nhiều hơn. Tự nhiên đói thế nhỉ? Anh cảnh sát, ba mua hàng cho em đi. Sarah thực hiện đúng như cách mà Daisy đã dạy này. Cảm ơn em nhé. Cay quá. mì siêu cay. Ôi trời ạ à, trả cho em đó, cay quá đi mất. Anh ơi, lại ăn mì của em đi. Cho anh một hộp mì không cay. Ôi, thật là ngon quá đi. Quý khách đi nhé. Mình muốn mua mì. Ui, mình không thích mì cay. Mì không cay đâu mà. Cho tôi một hộp mì không cay. Mì của bạn ngon tuyệt cú mèo. Ui tiền, chị sẽ biết tay em. Hôm nay bán được nhiều hàng quá ha chị Daisy. Sarah đang tính làm trò gì đây? Ôi trời, Sarah đang làm gì thế kia? Sao lại hất đổ hết mì của Daisy đi như vậy chứ? Sao lại phá hoại hàng của chị như vậy? Cuối cùng cũng xếp xong lại rồi. Ôi con, Sarah lại tiếp tục hành động xấu đó sao? Mày của mình. Tiếng này khóc vậy nhỉ? Có chuyện gì vậy? Anh cảnh sát, Sarah đang phá quyền hạn của em. Ồ, Sarah đã bị chú cảnh sát bắt sắp xếp lại rồi kia. Em đã biết lỗi của mình chưa? Em xin lỗi, chỉ vì em thấy chị đông khách mà em lại không bán được nên em mới ghen tị làm vậy. Không phải đâu, người ta mua mì của chị là vì người ta không thích cay. Mì cay của em cũng có nhiều người thích mà, chẳng qua là chưa có ai tới thôi. Wow, mì cay, chủ quán đâu? Tôi muốn mua hết quán này. Tạm biệt nhé. Wow, mình bán được hết rồi. Thật là chúc mừng em ấy. Wow. Ôi, Daisy, mau lại mua hàng đi. Tớ sẽ lấy cho cậu một chiếc kẹo mút siêu to khổng lồ. Tạm biệt tớ đi đây. Hả? Có vẻ như kẻ xấu đã nảy ra một ý định gì rồi. Mau vào mua hàng đi. Tránh ra. Anh ơi, mua cho em đi. Bên em có nhiều bánh kẹo lắm. Ồ, đằng kia có gì kìa? Ôi không, kẻ trộm đang lấy hết đồ của Nick rồi kìa. Có thấy gì đâu nhỉ? Hả? Hả? Bánh kẹo của mình đâu mất hết rồi. À, ăn trộm, ăn trộm. Đứng lại mau. Có đứng lại không thì bảo. Ôi da, mệt quá. Liệu Nick có đuổi được tên trộm hay không đây? Đứng lại. Chết rồi, đi lối nào đây? Trả lại bánh kẹo cho tôi mau. Trả lại sao? Đừng sợ, có tớ ở đây rồi. À, cảnh sát. Ôi không, cảnh sát đến rồi. Chuyện gì đã xảy ra với cảnh sát Daisy và Nick thế này? Muốn bắt ta sao? Chẳng lẽ cả hai phải bó tay trước tên trộm này sao? Wow, chúng lớn rồi. Phải ăn ngay mới được. Ngon quá đi mất. Năm phút sau. Ai, buồn ngủ quá đi. Ngủ thôi nào. Ồ, nhìn kìa, Nick và Daisy đã đột nhập vào nhà của tên trộm rồi. Không biết lần này cả hai sẽ dùng cách nào đây ta? Ôi, đã đến lúc phải dậy rồi. À. Hả? Mặt của mình sao thế này? À. Leo, 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 leo. Đứng lại mau. Ôi da. Nhìn kia, tên trộm đã dính phải bẫy của Daisy và Nick rồi. Ui da, đau quá. Leo leo, đáng đời ngươi. Dám chọc tức ta. Hãy xem ta đây. Có vẻ như cái bẫy của Daisy và Nick không làm khó được tên trộm rồi. Cái bẫy này vẫn chưa hết sao? ngủ. Yeah, xong rồi. Làm thôi. Yeah. Vào bắt lấy hắn. Ôi, đầu của ta. Đầu của bạn này. Cảm ơn bạn. Đi, đi nào. Mẹ thiên thần và mẹ ác quỷ. Mẹ. Đã muộn rồi. Sao con còn chưa đi ngủ? Vẫn còn sớm mà mẹ. Vậy con có định đi ngủ không hả? Ôi trời, Daisy làm mẹ tức giận rồi kìa. Mẹ mình thật là khó tính và hung dữ. Ồ, Daisy đang đi đâu thế kia? Hả? Chào con yêu. Mẹ ơi, hôm nay trông mẹ lạ quá. Không có gì đâu, con xem tivi tiếp đi. Dạ vâng mẹ. Chuyện này là sao đây? Hôm nay sao mẹ lại bảo Daisy xem tivi đi chứ? Ngon quá. Đồ ăn tới rồi, đồ ăn tới rồi. Wow, ngon quá mẹ ơi. Ăn xong bim bim con ăn cái này nha. Dạ vâng mẹ. Daisy, con đừng ăn những đồ linh tinh như thế. Hả? Thiên thần dám phá ta. Hả? Mình cứ nhìn nhầm không nhỉ? Con gái, con cứ ăn tiếp. Ăn nhiều vào nha. Dạ vâng ạ. Vậy là mẹ ác quỷ đã chiến thắng và khiến Daisy chìm trong đồ ăn vặt rồi kìa. Ôi trời, Daisy ăn nhiều quá rồi. Thật là thích quá đi. Ngon quá. Đau bụng quá. Đau quá. Mẹ ơi. Mẹ ơi, giúp con với. Con đau bụng quá. Những đứa trẻ không ngoan thì phải bị trừng phạt. Hả? Ôi, lúc này Daisy mới nhớ đến người mẹ thiên thần luôn bên cạnh quan tâm và dành những điều tốt nhất cho Daisy sao? Daisy phải làm sao bây giờ? Đừng khóc nữa con gái. Ta sẽ trừng trị kẻ xấu xa kia. Chuyện gì vậy nhỉ? Ồ, mẹ thiên thần không muốn Daisy nhìn thấy những điều không tốt đi mà. Vậy là cuộc chiến giữa mẹ thiên thần và mẹ ác quỷ xảy ra rồi. Yeah. Đỡ này. Người hoan hô, mẹ giỏi quá. Mẹ tuyệt quá. Mẹ là số 1. Hãy xem đây. Không được. Không. Đầu của ta. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Con xin lỗi mẹ ạ. Mẹ đau rồi. Mẹ ơi. Không. Con gái lại gặp ác mộng mà. Mẹ. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ thôi. Ai mới là tên trộm đồ ăn của má? Chuyện gì đã xảy ra với đồ ăn của má vậy? Bim bim của tôi. Bim bim của tôi. Ai đó đã ăn hết đồ ăn của tớ rồi. Hả? Sao lại thế? Tớ cũng không biết. Yên tâm, mình sẽ tìm giúp cậu nhé. Ố, sao nhìn mặt Otis lại có vẻ lo lắng thế kia? Nhìn này Wendy, chờ tớ với. Yeah. Có vẻ như Wendy đang đi truy tìm dấu vết tên trộm để lại kia. Nhìn Otis gian quá đi. Otis vừa nghĩ ra gì sao? Wendy ơi, Wendy, ở đây có một manh mối này. Đây này. Hả? Liệu Wendy có phát hiện ra được điều gì từ manh mối này không đây? Wendy, nhìn kìa. Ngon quá. À, mình phát hiện ra rồi. Cậu chính là tên trộm. Không, mình không phải kẻ trộm đâu. Thả tớ ra đi, không phải tớ mà. Hãy tin mình, những người ăn bánh nhiều sẽ không có hàm răng trắng như mình đâu. Để mình kiểm tra. Chói quá à. Tớ sẽ điều tra lại kỹ hơn. Cậu mau kiểm tra đi. Được, chờ tớ. Mình phải điều tra thật cẩn thận mới được. Ồ, cái gì đây? Tìm được dấu vết mới rồi. Hả? Ồ, đó chẳng phải là Otis sao? Đó là đồ ăn của Matt mà. Để xem nào. Mình nghĩ ra rồi. Hả? Otis đâu rồi? Mùi gì vậy nhỉ? Ôi trời, nhiều bánh kẹo đây quá đi mất. Hả? Tớ biết cậu là tên trộm rồi. Mau đầu hàng đi. Ôi không. Ui da, đau răng quá. Đấy là do cậu ăn nhiều đồ ngọt quá nên mới bị đau răng đấy. Jenna và Candy cùng bán kẹo. Em bán gì vậy? Em bán kẹo đó chị. Lêu lêu. Máy làm kẹo bông. Mọi người ơi, lêu lêu. Mau lại đây mua kẹo đi nào. Anh ơi, vào mua kẹo cho em đi. Ồ, là kẹo bông sao? Cho anh một cây kẹo bông nha. Nhìn xem, Jenna làm kẹo bông chuyên nghiệp chưa kìa. Ôi Jenna, đang bán hàng sao lại ngoái mũi thế này? Như vậy là rất mất vệ sinh. Hả? Không, anh không muốn ăn nữa. Có chuyện gì vậy? Tạm biệt. Không ăn thì mình ăn vậy. Hả? Đây là túi kẹo tự động của mình. Wow, là một viên kẹo ra rồi kìa. Màu đỏ. Tạm biệt. Cứ đợi đấy. Ngon quá đi. Cho tớ xin một miếng đi. Wow, ngon quá. Cậu đến ngay quầy của Candy nhé. Candy ơi, bạn muốn mua kẹo à? Đúng thế. Bạn ơi, mua kẹo cho tớ đi này. Là kẹo bông làm từ đường đó. Ô, chị đang làm gì thế? Cướp khách chứ còn gì nữa. Cho mình một cây kẹo bông nhé. Được. Ôi cha, ôi trời. Jenna lại tiếp tục ngoái mũi khi đang làm kẹo cho khách sao? Wow, đưa cho tớ nào. Khoan đã, để mình ăn thử xem chất lượng thế nào đã. Của mình mà, trả mình đây. Tớ chỉ thử một tí thôi mà. Bạn ơi, cho mình mua kẹo với. Wow, kẹo ra rồi này. Màu cam. Kẹo của bạn thật là ngon. Bạn ơi. Kìa bạn gì ơi. Đúng là cái đồ. Có vẻ như chị Jenna đang rất tức giận với Candy kìa. Ôi, đau bụng quá đi. Chị Jenna, em đau bụng quá. Chị trong quầy giúp em nhé. Trong quầy á? Được rồi, mau đi đi. Đâu với chị à, không có cửa đâu. Jenna đang mang máy làm kẹo của Candy đi đâu vậy? Jenna làm gì thế kia? Sao giống chiếc máy của Candy thế nhỉ? Ôi không, kẹo của mình đâu rồi? Chị ơi, kẹo của em đâu? Chị không biết, em nhờ chị trông cho em mà. Thôi về đi. Ôi trời, vì mất hết kẹo mà Candy đang rất buồn kìa. Candy, Jenna, tớ không biết gì hết. Cậu nói dối, tớ không nói dối. Tớ đã nhìn thấy cậu giấu kẹo gốc cây đằng kia mà không trả lại cho Candy. Tớ sẽ báo công an. Ôi, đi theo tớ. Đây, trả lại hai cậu đó. Tớ xin lỗi vì đã quá ghen tị. Chị biết lỗi là tốt rồi. Chị chỉ cần vệ sinh sạch sẽ trước khi bán cho khách là được. Cuối cùng thì Jenna cũng đã hiểu lỗi sai của mình và thay đổi kịp thời. Sao cô giáo chưa tới nhỉ? Cô giáo đi đâu rồi? Một giờ học mất rồi mà cô vẫn chưa đến. Mình cũng không biết nữa. Hay là mình thử gọi cho cô giáo đi. Đồng ý. Em chào cô, muộn giờ học rồi, cô đang ở đâu vậy ạ? Cô xin lỗi các em, cô bị ốm rồi. Hả? Cô đừng lo, bọn em tới ngay. Mời vào. Cô ơi, cô ổn không ạ? Ôi, nhìn cô có vẻ đang ốm rất nặng rồi. Cô giáo đang lạnh, chúng ta cần làm gì đó để cô ấm hơn. Không biết Daisy và Sarah sẽ làm gì đây? Hai đứa đi đâu vậy nhỉ? À, đây rồi. Thật may, đang có hai chai nước ấm ở đây rồi. Cô ơi. Ồ, hơi ấm từ hai chai nước đang làm cô giáo từ từ khá lên được kìa. Nóng quá. Ôi, trán của cô nóng quá rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Tớ có cách. Không biết cách của Sarah là gì đây ta? Wow, trong tủ có rất nhiều đá kìa. Ôi da, lạnh quá, lạnh quá. Ôi, cô giáo lại bị lạnh quá rồi kìa. Mệt quá. Chúng ta cần làm gì đây? Mình cũng không biết nữa. Các em hãy dùng điện thoại này. Dạ vâng ạ. Cách chăm sóc người ốm. Đầu tiên phải đo nhiệt độ. Nhiệt kế đây rồi. Để em kiểm tra cho cô. 39 độ 5. Tớ không hiểu lắm. Để tớ xem tiếp. 39,5 độ C là nhiệt độ cao cần phải uống thuốc. Cô cần phải uống thuốc. Các em. Thuốc đây rồi. Thuốc của cô ạ. Cô cảm ơn hai em nhé. Cô nghỉ ngơi đi ạ. Thứ hai là phải mở cửa phòng cho thoáng khí. Làm thôi. Xong rồi. Xem tiếp nào. Ôi không, có nhiều muỗi bay từ ngoài vào quá. Chúng đang làm phiền cô giáo nghỉ ngơi kìa. Hả? Đi đi, đi mau. May mà đuổi được đàn muỗi đi rồi. Vậy là cô giáo có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi nè. Điều 3, cần uống nhiều nước trái cây để nhanh khỏe hơn. Nước trái cây. Đúng thế. Đi nào. Vậy là Daisy và Sarah đang cùng nhau chuẩn bị cho cô giáo một cốc nước trái cây rồi. Sẽ ngon lắm đây. Cô ơi. Cô cảm ơn hai em nhé. Chuyện gì vậy? Chua quá. Ôi không, quên ra đường rồi. Điều 4, người bệnh cần nghỉ ngơi. đắp chăn lại cho cô giáo nào. Chúng ta đi về thôi. Hai em ơi, cô khỏi bệnh rồi. Cảm ơn hai em nhé. Yeah, chúng ta thật là giỏi. Tạm biệt cô. Vậy là một ngày đã trôi qua. Daisy và Sarah hôm nay đã làm được một việc tốt rồi đó. Phải về rồi à? Đúng rồi, về thôi các con. Chuyện gì thế? Kẻ xấu kia, đứng lại. Cô không sao chứ? Ôi, đứng lại, mau. Đứng lại. Ôi, đứng lại. Hả? Kẻ xấu sẽ làm gì tiếp theo đây? Mình xin nha. Đừng khóc, có mẹ ở đây rồi. Ôi da, đau quá. Không ổn rồi, chạy thôi. Hả? Xe của cháu bé đây. Chứ cảnh sát thật tốt mộng. Không biết hắn ta trốn đâu rồi nhỉ? Con vào nhà trước đi, mẹ ra siêu thị một chút nhé. Dạ vâng ạ. Nhớ, đừng mở cửa cho người lạ nhé con. Mẹ yên tâm, con nhớ rồi ạ. Chà, kẻ xấu đang có kế hoạch gì vậy nhỉ? Ôi trời, anh ta đã cải trang thành người đưa hàng rồi này. Liệu Daisy có nhớ lời mẹ dặn mà không mở cửa cho người lạ không nhỉ? Ai vậy nhỉ? Chào cháu bé, chú là nhân viên giao hàng đây. Hãy ra mở cửa nhận hàng nào. Chú cứ để ở cửa đi ạ. Thôi nào, mở cửa ra cho chú đi. Trong này có rất nhiều đồ ăn bim bim, kẹo mút đây này. Wow, cháu có thích không nào? Mà quên, nhớ đừng mở cửa cho người lạ vào nhé con. Mở cửa cho chú đi mà. Mẹ cháu dặn là không được mở cửa cho người lạ. Nhưng mà... Vậy là kế hoạch của kẻ xấu bị thất bại rồi. Thua keo này ta bay keo khác. Lại gì nữa đây? Lần này kẻ xấu biến thành mẹ Daisy luôn rồi này. Có ai ở nhà không? Ai vậy ạ? Mẹ ở đây, mở cửa cho mẹ vào nào. Sao hôm nay giọng mẹ lạ thế ạ? À, là vì mẹ ốm. Giờ mở cửa cho mẹ nào. Vâng ạ. Mẹ vào nhà đi ạ. Nhóc con mắc bẫy rồi nha. Mẹ đây. Chứ không phải mẹ cháu. Dĩ nhiên là không phải rồi. Nhóc con, không được chạy. Ôi da, đau quá. Đúng lại. Tên trộm chạy đâu được nhỉ? Đây chẳng phải là á quán ta sao? Daisy ơi, mẹ về rồi đây. Daisy ơi, Daisy à, Daisy ơi. Mở cửa ra mau. Đang sợ quá đi mất. Hắn ta chỉ ở quanh đây thôi. Con gái ơi, có chuyện gì thế chị? Tôi gọi cửa mãi mà không thấy con bé ra mở. Chị cứ bình tĩnh, tôi sẽ giúp chị. Mở ra, mở ra. À, mình có cách rồi. Cứu con với, cứu con với. Là con gái của tôi. Không chịu mở hả? Yeah. Chạy đâu cho thoát. Ôi, xin hãy tha cho tôi. Đi nào. kẻ xấu đã bị bắt. Hai mẹ con yên tâm nha. Daisy, con giỏi lắm. Con cảm ơn mẹ. Mẹ ơi, mẹ bận giúp em ngủ mất rồi. Mẹ không chơi tô màu cùng Daisy khiến Daisy buồn chưa này. Con nhớ giữ im lặng, đừng để em thức, nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Ôi, nhìn Daisy tức giận chưa kìa. Vì em mà mẹ không chơi cùng với chị đấy. À, Daisy lại đang định làm gì thì phải. Hả? Sao vậy? Mẹ dặn con đừng làm ồn rồi mà. Mau ra ngoài. Ồ, em bé đã đến giờ ăn rồi này. Ôi bé yêu, ăn ngoan nào. Hả? Mẹ ơi, mẹ chơi đồ hàng với con đi. Mẹ đang bận cho em ăn, để sau nhé. Ôi, mẹ có biết là mẹ đã vô tình làm Daisy tổn thương vì hành động của mình rồi không? Hả? Mẹ ơi, con buồn ngủ rồi. Ôi trời, nhìn Daisy kìa. Mẹ ơi, mẹ dạy con học nhé. Nope. Mẹ đang bận đọc truyện cho em rồi. Lại nữa. Mẹ ơi, chải tóc cho con với. Mẹ đang bận buộc tóc cho em nhé. Có vẻ mẹ đã quá thờ ơ và thiếu sự quan tâm với Daisy rồi. Sarah, thích không nào? Mẹ ơi, con cũng muốn chơi. Thôi được rồi, mẹ sẽ chơi cùng với con. Thật sao? Yeah! Vậy là cuối cùng mẹ cũng chịu chơi với Daisy rồi. Nhìn Daisy vui chưa kìa. Mẹ ơi xem này. Ôi trời, sao mẹ lại ngủ quên thế kia. Mẹ không thương con, mẹ chỉ thương em thôi. Xong rồi. Sarah, đi nào. Daisy định làm gì với bé Sarah vậy nhỉ? Đừng nhìn chị, tất cả là do em nên mẹ mới không để ý tới chị nữa. Hả? Cho em này. Rốt cuộc là Daisy định làm gì đây? Không phải chị lo lắng cho em đâu, chị chỉ đề phòng thôi. Chỉ là đề phòng thôi. Cuối cùng cũng xong rồi. Hả? Nhìn Daisy lạ quá. Sao vẻ mặt lại có vẻ suy nghĩ vậy nhỉ? Tạm biệt Sarah. Hả? Trời mưa rồi. Ôi, nhìn Sarah đang khóc ở lại thật là đáng thương. Đi về thôi. Dù em hư đó, nhưng em vẫn là đứa em gái bé nhỏ của chị. Con đừng bỏ em. Con đừng bỏ em mà. Hả? Hóa ra tất cả chuyện vừa rồi chỉ là mẹ mơ thôi. Thật là may mắn. Mẹ xin lỗi Daisy. Từ giờ trở đi, mẹ sẽ quan tâm con nhiều hơn. Dạ vâng ạ. Này các con trưởng thành rồi, nên các con hãy ra ngoài tự xây cho mình những ngôi nhà và tự lập nhé. Dạ vâng ạ. Chúng con chào mẹ ạ. Đến nơi rồi. Chúng ta sẽ làm nhà ở đây. Bắt đầu thôi nào. Cuối cùng mình cũng tìm được những nguyên liệu chắc chắn để xây ngôi nhà của mình. Nhà này của ai vậy nhỉ? Sarah, có phải đây là nhà của em không? Đúng rồi, đây là nhà của em đấy. Đẹp không? Nhưng anh nghĩ nó không chắc chắn khi có gấu đến đâu. Gấu á? Không có gấu đâu. Ôi, Sarah không nghe lệnh nít rồi kìa. Cuối cùng nhà mình cũng xong rồi. Candy và Sarah làm nhà xong rất nhanh vì nhà của họ rất đơn giản. Liệu những ngôi nhà này có thực sự chắc chắn không đây? Trong khi hai chị em Candy và Sarah đã hoàn thành ngôi nhà của mình và đang nô đùa, thì Nick vẫn đang cặm cụi xây dựng ngôi nhà của mình. Anh Nick, anh phí thời gian làm nhà như thế để làm gì? Anh ra chơi với bọn em đi. Không, anh phải làm một ngôi nhà thật chắc chắn. Lên lên, kệ anh. Ủa, có chuyện gì vậy nhỉ? Hả? Ôi, đó là gấu Freddy kìa. Không! Nhà của mình rất chắc chắn, gấu sẽ không phá được đâu. Liệu nhà của Sarah có chống chọi lại được con gấu to như thế này không? Ủa, dừng lại rồi này. Có vẻ như gấu Freddy đã tìm ra được cách gì đó. Hả? Nhà của mình. Chị Candy ơi, gấu phá nhà của em rồi, cho em vào với. Gấu á, mau vào đây. Liệu ngôi nhà của Candy có chắc chắn hơn nhà của Sarah nhiều không nhỉ? Đừng lo, nhà của chị rất chắc chắn. Hãy xem đây. Có vẻ ngôi nhà của hai chị em khá chắc chắn, nên gấu Freddy chưa thể thổi bay ngay trong một lần được. Xem đây. Nhà đâu mất rồi? Bắt được rồi. Chạy mau. Anh Nick ơi. Có chuyện gì thế hai em? Anh ơi, gấu. Ồ, gấu Freddy đã nhanh chóng tìm đến được nhà của Nick rồi này. Hai em yên tâm, nhà anh chắc chắn lắm, gấu không phá được đâu. Hả? Nhìn kìa, gấu Freddy đang rất cố gắng để thổi bay căn nhà của Nick. Ơi, mệt quá đi mất. Có vẻ như gấu đã không thổi bay được nhà của Nick như nó mong muốn rồi. Chúng ta mừng thôi nào. Yo. Trời đã tối mà gấu Freddy vẫn chưa làm gì được ngôi nhà cả. Anh ơi, gấu đã đi chưa vậy? Để anh xem nhé. Ôi, con gấu này cả đêm vẫn đang tìm cách sao? Nó vẫn chưa đi đâu. Chúng ta nên gọi điện cho chú cảnh sát để cầu sự giúp đỡ nhé. Chú cảnh sát, có gấu xuất hiện ở đây ạ. Ôi, đứng lại mau. Mau đứng lại đó. Chú cảnh sát, mau bắt gấu lại. Ồ, cuối cùng thì gấu cũng bị bắt lại rồi. Tôi xin lỗi. Chú ơi, bạn gấu này phá nhà bọn cháu. Không, không, không. Nhà gấu ở khu rừng bên cạnh. Gấu thấy có bạn mới gần nhà nên muốn sang chơi với các bạn thôi. Tôi mang cả quà cho các bạn này. Ồ, tất cả chỉ là hiểu lầm. Hóa ra gấu chỉ muốn kết bạn, nhưng lại vô tình làm hỏng nhà của các bạn rồi. Bọn tớ chấp nhận món quà của cậu, nhưng tí cậu hãy giúp chúng tớ xây lại một căn nhà thật to nha. Được, vậy đi thôi nào. Candy bỏ nhà đi và cái kết. Có chuyện gì mà đã khiến Candy khóc thế kia? Candy, con trông em giúp mẹ nhé. Dạ vâng ạ. Peter lại đây chơi với chị Candy nha. Cho em này. Mẹ cứ đi đi, để con trông em cho. Ô kìa, mẹ vừa mới rời đi mà sao Candy đã không chịu trông em rồi kìa. Ôi không, Peter đang định đi đâu vậy? Hả? Em muốn đi chơi. Em không được đi đâu hết. Chị cấm em không được đi chơi. Không biết đâu. Em muốn đi chơi cơ. Chuyện gì đang xảy ra với Candy vậy chứ? Con chỉ suốt ngày đọc truyện không chịu trông em. Ra kia úp mặt cho mẹ. Mẹ lúc nào cũng chỉ nghĩ chăm Peter thôi. Không ai thương mình thì mình sẽ ra đi. Ôi không, Candy sẽ bỏ nhà đi thật sao? Tạm biệt ngôi nhà thân yêu. Xe buýt ơi! Nơi này thật yên tĩnh, sẽ không còn ai có thể làm phiền mình được nữa. Chỗ này có vẻ hợp lý đấy. Được rồi, quánh chén thôi nào. Liệu lần bỏ nhà đi bụi này có thực sự vui như Candy nghĩ không đây? Ô kìa, đó là một chú ong bóc cày. Ôi không, là một đàn ong thì đúng hơn. Ôi, sao lại nhiều ong thế này? À, cứu với, cứu tôi với. Mình phải rời khỏi đây thôi. Sợ quá, thật là đáng sợ. May quá đi mất. Mình đói rồi. À, đúng rồi, ăn kẹo thôi nào. Ồ, đó là gì vậy nhỉ? Ôi không. À, lốc xoáy. Candy đang gặp nguy hiểm mất rồi. Trời ơi, cơn lốc xoáy muốn cuốn theo cả Candy nữa kìa. Làm sao bây giờ? Mình phải rời khỏi chỗ này thôi. Mình đói bụng quá. Bánh kẹo đâu rồi nhỉ? Hết đồ ăn rồi. Làm thế nào bây giờ? À, ôi, Candy đang bày bán hết đồ của mình rồi kìa. Cô ơi, chị ơi, mua đồ cho em với. Có vẻ như cách này của Candy không hiệu quả rồi. Ồ, giảm giá à em? Eo ơi, không mua đâu. Anh mua cho em đi. Hôm nay em giảm giá 90% đó. Cái gì? 90% á? Đồ đểu à? Oh, no. À, mình không ở đây nữa. Mình muốn về với mẹ. Mẹ ơi, con về rồi đây. Con xin lỗi mẹ. Từ nay con sẽ trông em cẩn thận ạ. Được rồi con gái. Mẹ ra ngoài đấy ạ. Ừ, con ở nhà chơi với em một lát nhé. Dạ vâng ạ. Mẹ đi đây. Mình phải gọi cho chị Lily mới được. Chị đến đây đi. Được, chị đến ngay đó. Muộn rồi sao vẫn chưa thấy chị đến nhỉ? Chị Daisy ơi, chị chơi với em đi. Chị không thích. Chị Lily đến rồi. Ôi, Daisy quên mất lời mẹ dặn là phải trông em mất rồi. Chị vào đây chơi với em đi. Em mua được một cuốn búp bê baby mới nhất đây này. Wow, thích thế. Chị cũng có thứ cho em này. Wow, đẹp quá đi. Tuyệt thật đấy. Mình cùng chơi đi. Để chị làm cho em trước nha. Em giúp chị nữa nhé. Lấp lánh quá đi. Đứng lại. Đừng có chạy. Ôi, ôi da đau quá. Em xin lỗi chị. Em ra ngoài chơi đi. Chuyện này thú vị thật đấy. Chị ơi, chơi với em đi. Không được. Daisy làm David buồn rồi đó. mình món ăn bim bim, nhưng nó cao quá. Ý da. Mình không với tới đó được. Bevis định đứng lên ghế cao. Không được đâu, nguy hiểm lắm Bevis ơi. Ôi không, xuống ngay Bevis. Xem lại tự ý leo trèo thế. Như vậy rất nguy hiểm. Nhưng em đói ạ. Bevis thực sự rất tổn thương. Cho chị chút. Chị lấy đồ ăn cho em nhé. Vâng ạ. Wow, ngon quá đi. Em ăn nhiều vào nhé. Chị ơi, đi được xe rồi này. Daisy ngoan quá, biết chơi cùng với em rồi. Candy ơi, hết giờ ăn rồi, con đi mua giúp mẹ nhé. Dạ không ạ. Bây giờ mẹ bận chuẩn bị bữa tối nên mới cần con giúp mà. Sarah, em đi đi. Không, em đang xem tivi mà. Sarah vẫn chưa giỏi làm phép tính nên chưa thể đếm được tiền. Con đi đi. Em mau học giỏi phép tính đi. Cuối cùng thì Candy cũng phải đi mua giúp mẹ rồi. Hết hàng. Lỡ. Ôi không, trời bắt đầu nổi sóng và đổ mưa ra kia. Oh, Candy đã lọt vào tầm ngắm của tên người xấu rồi kia. Ôi, ướt hết rồi. Ôi không, hết phim rồi. Hết phim rồi mà lại còn ướt hết cả người nữa. Tất cả là tại nghe theo lời mẹ nên mới vậy. Hôm nay quyết tâm không nghe lời mẹ nữa. Chị ơi, sao nhìn chị buồn thế? Chị đang giận mẹ đấy. Cậu ăn nào. Cậu ăn đi này Candy. Không ạ. Candy, để mẹ giúp con sấy tóc nhé. No. Ôi, vậy là Candy đang giận mẹ thật rồi. Candy, đến giờ đi ngủ rồi đó. Con chưa buồn ngủ ạ. Nhưng vẫn còn em con nữa mà. Mình sẽ quyết tâm không ngủ. À, mình không được ngủ mà. Không biết bước chân của ai đang rón rén trong nhà của Candy vậy nhỉ? Hả? Có vẻ như mẹ đã nghe thấy có gì đó là lạ. Ồ, tên trộm giả tiếng mèo kêu để đánh lừa mẹ rồi kìa. Để xem nào. Cái gì đây? Không giá trị. Hả? Ôi, Sarah thức dậy làm gì đây? Liệu Sarah có phát hiện ra được tên trộm không nhỉ? May quá. Ôi, tên trộm đã đột nhập vào phòng của Sarah và Candy rồi này. Hả? Điều gì đã khiến tên trộm hoảng sợ vậy chứ? Hả? Không được ngủ. Không được ngủ. Ôi, trẻ con, phải đi ngủ chứ. Không được dọa người lớn như vậy đâu. Làm giật hết cả mình. Hả? Tên trộm kia, đứng yên. Tôi là trộm, nhưng tôi đã có lấy gì đâu. Ôi mẹ. Con vẫn chưa ngủ à? Con không ngủ đâu. Con định ngủ ngay cho mẹ. Không đâu. Con có ngủ không? Trời, tên trộm bất đắc dĩ phải chứng kiến cuộc tranh luận của hai mẹ con rồi này. Hai mẹ con định tranh luận đến khi nào mới dừng đây? Chắc hai mẹ con nói chuyện lâu. Tôi về trước nha. Đứng lại. Ôi dạ, con thật là bướng. Nhà có ăn trộm con có biết không hả? Ông ăn trộm ơi, ông lấy hết đầu tôi đi. Ông bắt luôn cả tôi đi. Mẹ tôi không có thương tôi đâu. Gì cơ? Tôi không liên quan nha. Hả? Cho tôi đi với, tôi không ở nhà đâu. Không được, trẻ con phải nghe lời bố mẹ. Hả? Đi theo ta thì ngươi sẽ phải làm người hầu của ta. Không, không, tôi không muốn đâu, thả ra. Quá muộn rồi. Mẹ ơi, con sợ quá. Thế con đã biết lỗi của mình chưa? Con xin lỗi mẹ. Sự ích kỷ của Sarah và bài học đáng nhớ. Wow, thích quá đi mất. Ngon thật đó. Lần này là kem màu hồng này. Cho anh ăn với nha. Sarah không đồng ý cho John ăn cùng, đã khiến cho John buồn rồi kìa. Chiếc máy này chỉ thuộc về một mình thôi. Chào Sarah. Sarah cho chị ăn kem với nhé. Không, em không cho đâu. Lêu. Tất cả kem đều là của mình thôi. Ôi không, kem của mình. Thật may mình vẫn còn chiếc máy này. Sao máy lại không ra kem nữa vậy? Ôi trời, chiếc máy làm kem đã bốc cháy rồi kìa. Ôi chúa ơi, anh John ơi, anh có thể sửa giúp em máy làm kem được không? Không, em không cho anh ăn kem thì anh không sửa đâu. Candy cũng đã có một máy chế biến đồ ăn cho riêng mình rồi này. Wow, chị Candy, chị sửa giúp em với. Không, em mau đi chỗ khác chơi đi. Sarah không cho ai ăn kem nên giờ không nhận được sự giúp đỡ của bất kỳ ai kìa. Mình sẽ tự đi sửa lấy. Trời nắng quá đi mất. Ôi, xe của Sarah lại gặp vấn đề rồi kìa. Xe của mình. Ôi, xe của mình hỏng rồi. Phải làm sao bây giờ? Ôi không. Mẹ ơi, mẹ ơi, con sợ quá. Có lẽ Sarah nhận ra do bản thân quá ích kỷ, không biết chia sẻ, nên không ai nguyện ý giúp đỡ Sarah cả. Em gì ơi, em sao thế? Xe của em bị hỏng rồi. Để chị giúp em nha. Nhưng mà em không có gì để trả chị được. Không cần đâu. Chị ấy tốt quá. Chiếc máy này bị hỏng, chị sửa luôn giúp em nha. Dạ, vâng ạ. A few moments later. Chị đã sửa xong giúp em rồi đấy. Em về nhà đi kẻo mẹ lo. Em cảm ơn chị ạ. Hình như Sarah đã hiểu ra được điều gì đó rồi. Tạm biệt em. Mình phải đi xin lỗi anh chị mới được. Hả? Anh chị đang cãi nhau sao? Ồ, hóa ra là Candy và John đang tìm cách để sửa chiếc máy cho Sarah đây mà. Anh chị ơi, em xin lỗi vì đã không chia sẻ kem với anh chị. Được rồi, không sao mà. Chúng ta cùng ăn kem nào. Màu xanh dương, màu vàng và màu hồng. Bố ơi, hôm nay là 8 tháng 3 kìa. Đó là ngày gì vậy mẹ? Ngốc ạ, đó là ngày phụ nữ đấy. Đó là ngày phụ nữ được tôn vinh và cũng là lúc họ nhận hoa từ những người yêu thương của mình. Bố vẫn đang làm việc sao? Có vẻ như bố đang rất bận. Không biết anh ấy sẽ tặng quà gì cho mình nhỉ? Thật là xinh quá đi. Ông xã ơi, em mang bữa phụ cho anh này. Anh đang rất bận, em cứ đặt ở đó đi. Ôi trời, bố thực sự không nhớ hôm nay là ngày gì và đã làm mẹ buồn rồi kìa. Mẹ ơi, chúc mẹ ngày mùng 8 tháng 3 vui vẻ. Mẹ cảm ơn các con. Mẹ làm sao ấy nhỉ? Wow, ngon quá đi mất. Ông xã ơi, ra ăn cơm thôi nào. Anh à, bữa trưa này em cứ để đó đi. Ôi trời, bố ơi, một lần nữa bố lại làm mẹ buồn rồi. Anh đoán là bố đã quên hôm nay là ngày gì rồi. Nhìn mẹ có vẻ rất buồn. Có vẻ như Otis đã nghĩ ra được gì đó rồi. Cuối cùng thì cũng xong. Happy Humans Day. Ôi không, sao mình có thể quên những ngày quan trọng như thế này nhỉ? Chuyện này là sao đây? Trò chơi thử thách tình yêu bắt đầu. Bố đoán xem đâu là loài hoa mà mẹ thích nhất. Chuyện này... Gì vậy con gái? Ồ, là cuốn album ảnh của gia đình. À, bố nhớ rồi. Chính là nó, mẹ con thích nhất là hoa hồng. Hoan hô! Bố nhìn xem, đâu là món ăn mẹ nấu. Cái vị này... cũng không phải cái này. Ồ, có vẻ như bố đã biết câu trả lời là gì rồi. Bố đang nhớ lại những lúc ốm, mẹ luôn là người bên cạnh chăm sóc. Và món cháo mẹ nấu bố không thể nào quên được. Chính là nó, bố chắc chắn đấy. Chúc mừng bố. Chuyện gì thế này? Bây giờ đến phần thi cuối cùng. Bố thử đoán xem đâu là mẹ nào. Không, đây không phải là cô ấy. Đây cũng không phải. Mùi cháo vẫn còn. Đây mới chính là vợ mình. Anh xin lỗi vì đã quên mất ngày quan trọng như thế này. Không sao anh à. Thật may, bố đã kịp nhớ lại hôm nay là ngày gì rồi. Sự hiểu nhầm của Nick và Daisy. Hôm nay, Daisy và Nick sẽ hóa thân thành cảnh sát. Để xem ngày làm việc của hai cảnh sát nhí sẽ như thế nào nhé. Hả? Chúng ta có nhiệm vụ. Vậy là hai cảnh sát nhí của chúng ta chính thức lên đường làm nhiệm vụ rồi. Ồ, nghe tên lính đỏ kia đang làm gì đó. Đồng tiền này là của mình cơ mà. Nhưng bây giờ nó là của mình. Của mình. Của mình. Của mình. Của mình. Hả? Hai người đó đang làm gì kia? Họ đáng nghi quá. Đúng thế. Hai tên lính đỏ đang mãi cãi nhau mà không hề biết cảnh sát đã đến rồi kìa. Im lặng nhé. Mình hiểu rồi. Chúng ta đi nào. Tránh ra. Tránh ra. Ôi, cảnh sát, chạy mau. Chạy mau. Đứng lại mau. Daisy có vẻ rất mệt rồi thì phải. Đứng lại. Được. Phía bên kia Nick cũng đang rất vất vả để đuổi theo tên lính đỏ. Dừng lại ngay. Con đứng lại không mà. Lêu lêu, tạm biệt. Vậy là Nick cũng đã để tuột mất tên lính đỏ rồi. Hai người họ chạy nhanh quá. Nhìn họ rất đáng nghi. Phải tìm họ thôi. Liệu hai cảnh sát nhí của chúng ta có hoàn thành được nhiệm vụ này không đây? Đi rồi sao? Đây rồi. Meo meo. Ôi da. Nó phải là của mình. Leo leo. Trả lại cho mình. Trả lại cho mình mau. Ồ, Nick và Daisy trốn ở đây nãy giờ sao? À, mình có cách rồi. Điều cách của Nick có giúp cả hai bắt được hai tên lính đỏ này không? Ôi da, đau quá. Bắt được rồi nhé. Tại sao các bạn lại chạy như vậy? Chúng mình sợ cảnh sát bắt vì là một nơi công cộng. Hả? Trời ạ. Tưởng các bạn đang tranh giành nên chúng mình vào phân giải thôi. Không, không phải. Bọn mình hiểu lầm mất rồi. Xin lỗi nhé. Của cậu đây. Tạm biệt hai bạn cảnh sát. Chúng mình chia đôi nhé. Đừng làm việc gì đến lúc gây hiểu nhầm nhé các bạn.